Bây giờ là trận đấu trường thứ 6 của đội Hải Megati kỳ 205. Là trận đơn giữa hai cây vợt Nguyễn Nhật Nam và Nguyễn Tấn Long Bình Dương. Hai bên đánh đồng banh thể thức đánh 7-5-4. Sang 1. Không đều. Không 1. Nam thì đánh gai dài ở bên trái, và Tấn Long đánh gai công ở bên trái. Wow. Trước 1-0. Tấn Long vào bóng trước. 1-0. Một đều. 1-2. Hai đều. 2-3. 3-2.
4. Bốn đều. Thank you.
và mùa giải khác ba thuộc về Vĩnh Long, tỷ số đã vươn lên 2-1 dẫn trước 2-1. Xét đấu thứ tư, Vĩnh Long nhiều bóng trước không đều. Câu hai, một hai, đấu pháp không có ổn định, đánh với gai thủ luôn rất ổn định về đấu pháp. Và mình hiểu rõ là mình đánh bóng gì mình thì mình đưa cái bóng tương ứng sang người ta sẽ phải trả lại cái bóng đó. Còn đánh tùy tiện thì tự mình đánh hỏng, một lúc người ta mất tự tin đánh thì mình. bốn năm Thank you.
Tỷ số bây giờ là 2-2. Xét đấu thứ 5. Thank you.
Thank you.
Em ai đang ăn nước thì em xin lui. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-2 cho Nguyễn Nhật Nam.